Xin chào các bạn. Đây là một câu hỏi đến từ bạn Vô Cờ. Tính chu vi của hình bên. Đây không phải là một bài toán quá khó, nhưng có thể nếu ta chưa nắm chắc về khái niệm chu vi thì đây xem chừng là một bài toán gây ra nhiều lúng túng. Trong nội dung bạn Vô Cờ cũng đã nêu một số ý kiến cho rằng chu vi là 76, một số ý kiến đưa ra đáp án là 68. Nên các bạn hãy tạm dừng video này và thử tìm đáp án chính xác nhé. đầu tiên hãy để mình nhắc lại khái niệm về chu vi chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều từ chu vi được dùng với cả hai nghĩa đường bao quanh một diện tích và tổng độ dài của đường này mình sẽ vẽ lại hình ở đây nên đối với hình này ta sẽ hiểu rằng chu vi của nó là độ dài của đường bao quanh của cả hình và nó sẽ như thế này đến đây công việc của chúng ta chỉ đơn giản là tìm chiều dài các cạnh chưa biết cạnh trên này sẽ là 8 cm. Phần cạnh này là 18 trừ đi 8 bằng 10 cm. Cạnh dưới này là 8 cm. Vậy chu vi của hình này bằng 8 cộng 18 cộng 8 cộng 10 cộng 8 cộng 8 cộng 8 bằng 68 cm. Đáp án của chúng ta sẽ là C. cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn